Xin chào tất cả quý khán thính giả của đài VNATV 57.3. Hôm nay là ngày thứ sáu, thưa quý vị, tôi xin phép được thoải mái một tí. Theo cái truyền thống của người Mỹ đó, thì it's Friday yet là họ mặc t-shirt đi làm, ông sếp cũng vậy luôn. vui quý vị, mình cứ happy đi, happy cho mọi cái dịch bệnh đồ này kia nó lui, chứ còn tâm lý mình khủng hoảng nguy hiểm, cái đó cũng là một cái điều nguy hiểm đó. Thành ra thưa quý vị, thì đây là một điểm tin và đọc báo được phát hình lúc 7 giờ đến 8 giờ 15 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, và trên băng tần 57.3 tại miền Nam California và tại miền Bắc California, tại thành phố San Jose trên băng tần 16.10 và tại thành phố Houston của tiểu bang Texas trên băng tần 27.4. Và thưa quý vị, thì tôi cũng xin phép người cộng tác của tôi là bạn Donald Trần, nhưng mà trước hết thì tôi cũng xin anh nói lời chào đi. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Vâng, thưa anh, thì tôi cũng xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả của trên Facebook của VNA TV 57.3 VNA. Thì quý vị vào đó, quý vị, tôi thấy mỗi ngày bây giờ anh Lê Hoan anh chỉ cho tôi, mỗi ngày tôi vào xem cái show của mình, mỗi ngày trên 2-3 ngàn người xem đó anh. Cái điểm tin đọc báo đó. Thì mình kính chào tất cả quý vị đó luôn. Ok, rồi anh xin bắt đầu. Và để bắt đầu theo chương trình thì kính mời quý vị theo dõi những tin tức về thời tiết do cô Mỹ Linh thực hiện. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 và 27.4. Và sau đây là chương trình dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta thấy là thứ sáu, trời sẽ có mưa cho quận cao của chúng ta, đặc biệt là vào sáng sớm. Ở nhiệt độ là 66 độ cho ban ngày và 55 độ cho ban đêm. Và đến San Jose thì thời tiết sẽ đẹp hơn, có nắng và mây rải rác ở một vài nơi, nhiệt độ 68 độ cho ban ngày và 51 độ cho ban đêm. Và tại vùng Houston, Texas, nhiệt độ là 79 độ cho ban ngày, 64 độ cho ban đêm, có mưa, kính thưa quý vị. Và qua đến ngày thứ bảy thì trời sẽ đẹp trở lại cho quận cam của chúng ta, nhiệt độ là 66 độ cho ban ngày, 55 độ cho ban đêm, và tiếp tục đẹp trời cho vùng San Jose, 64 độ cho ban ngày, 50 độ cho ban đêm. Và tại vùng Houston, Texas thì sẽ có 80 độ cho ban ngày, 70 độ cho ban đêm. Tuy nhiên có những cơn giông bất chợt và những cơn mưa đến cho vùng Houston, Texas, cho nên nhiệt độ ở đây khá bất thường. Và kính thưa quý khán giả, sau đây là câu ca dao mà chúng ta chia sẻ cùng nhau, đó là cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Đây là một bài ca dao để nói về thân phận của người phụ nữ thời xưa, và cũng là một bài ca dao để khen ngợi cái hình ảnh người phụ nữ tần tảo nuôi chồng nuôi con. Khi mà những người chồng phải lo ăn học tìm kiếm công danh thì đó là lúc mà những người phụ nữ hy sinh, và không phải là chỉ có buôn bán bình thường mà là quanh năm, và chỉ là cái cò lặn lội bờ sông là một nơi rất là nguy hiểm và phải xài là rất là nhiều công sức, thưa quý vị. Đây là hình ảnh để ca ngợi người phụ nữ Việt Nam khi xưa. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều, kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, để bắt đầu tin hôm nay tôi cùng với anh Donald Trump thực hiện, thì thưa quý vị, thì tin tức xin lỗi, ngày hôm qua đó, mỗi ngày tổng thống đều có họp báo hết á. Bên cạnh ông vẫn có hai chiến tướng, có vài ngày thì ông Fauci có lẽ ông bận ông nghỉ, nhưng mà ngày hôm qua thì có ông lên ông, bởi vì đây là cái kế hoạch mở cửa lại nước Mỹ. Tổng thống là làm cho nước Mỹ nghĩa là trở lại vĩ đại, thì bây giờ phải mở cửa nước Mỹ trở lại. Đấy, hay lắm, cái team của ông nhiều khi nó bình dân nhưng mà nó rất là có ý nghĩa. Đấy, là theo kế hoạch tổng thống tung ra đó, thì các nhà hàng, các rạp chiếu phim và các nơi mà tổ chức những cái sự kiện thể thao lớn đó sẽ được phép mở lại trước tiên, nhưng kèm theo với những cái điều kiện ràng buộc, chứ không phải là mở một cái ao như ông bác sĩ Fauci nói là mở công tắc điện đâu, không phải vấn đề như vậy. Theo đài NBC News thì ngày hôm qua thì vào lúc buổi chiều đó, thì tổng thống đã công bố những chỉ dẫn bản guideline cho các của liên bang, để các tiểu bang theo đó mà mở lại nền kinh tế, và các thống đốc có trách nhiệm, các thống đốc tiểu bang đó, thưa quý vị, tự quyết định, bởi vì có người trong lúc mà bất cập, khi ông đang nói chuyện thì một ký giả hỏi tổng thống có ra lệnh được cho các thống đốc mở hay không, thì ông nói tôi có quyền chứ. Ông hiểu cái nghĩa quyền có nghĩa là ông vẫn là người chỉ huy,
Đấy, đấy, chứ không phải ông, còn cái ông kia có nghĩa là quyền thực hiện. Hai cái chuyện nó khác nhau, chỉ huy không phải là thực hiện. À, nhưng khi mình đưa ra những kế hoạch, những cái lệnh thế này kia, còn thực hiện ở bên dưới người ta thực hiện. Thì có sự tranh cãi, mấy ông cái báo chí lúc nào cũng moi móc để chi? Để bán báo, sao vậy, tin gì cứng mà. À, thì là nói hiến pháp amendment số 10 nói tổng thống đâu có cái quyền đó. Ông tức quá, ông quạt lại, nhưng mà điều vài hôm sau là ông đã lơi nhịp rồi, ông nói rõ ràng. À, thành ra bây giờ ông làm cái kế hoạch hay lắm quý vị, để cho các cái ông thống đốc tự lo, ông không có xen vô, nhưng mà ông có cái bản hướng dẫn thôi. Để thì bây giờ nó có ba cái giai đoạn. Cái thứ nhất á, thì ông nói như thế nào, giai đoạn một thì vẫn đóng cửa trường học và các quán bar, bởi vì nơi đây đó là những nơi tụ tập nhiều. À, tối nào người Mỹ thường thường tối họ đi bar dữ lắm, họ đi làm ra họ mệt á, cũng giống như người Nhật tối đi uống sake. Ok, thì cái chuyện đó đóng cửa trường học là đúng, bởi vì trẻ con mà nó quy tụ lại, nó chơi, nó giật lộn rồi, hay là nó đứng nó ca hát chung thì lây ghê lắm. Mà bây giờ thưa quý vị, cái con coronavirus này nó nguy hiểm ở chỗ nó biết tàng hình, nó biết ẩn chứ ẩn núp để mà tới lúc nó hoành hành trở lại, chứ không phải là nó như thế này đâu. Đấy, người ta các bác sĩ nói. À, rồi ông nói giai đoạn 2 đó sẽ nới lỏng dần các quy định. À, nếu mà trường hợp các tiểu bang thấy không có cái sự mà những con số đó mà khám mà không thấy nó tái phát mà nó đảo chiều nghịch lại, nghĩa là bây giờ nó lại để nó đi xuống mà nó bùng trở lên đó, thì lập tức là ngưng lại liền. Thành ra ông cho biết là phải như vậy. À, nếu nó lại nó đi xuống thì ok mở thêm. Thì các trung tâm giữ trẻ, à, là các trường học lớn lúc này, thì các trường học, các trung tâm giữ trẻ có thể mở lại. Đấy, là các bệnh viện thì và những nhà dưỡng lão vẫn bị cấm. Đấy. À, rồi cái giai đoạn thứ ba tôi tóm lược thôi, còn cái chuyện ông nói nhiều lắm, nhiều cái chi tiết lắm. Đấy. Quý vị có thể theo dõi thêm trên mạng của Mỹ cũng như của Việt. Thì giai đoạn 3 đó, các địa điểm mà lớn như đại xí nghiệp, những công ty lớn đó thì sẽ đi làm. Các nhà dưỡng lão, bệnh viện được cho phép mở, nghĩa là mở như hồi xưa. Nhưng mà cái điều mà ông Fauci ông nói thì là nó không phải giống như hồi cái tháng 10, tháng 11 ở nước Mỹ đâu, nó còn chậm lắm. Và bởi vì ông là người cẩn thận rồi, dĩ nhiên thì chúng tôi sẽ đi tới một cái tin nói bên Dân Chủ họ chỉ trích như thế nào. Thưa mời anh. Dạ vâng, để nói thêm cái tin của anh á, là khi mà ông Tổng thống Donald Trump định mở lại nước Mỹ thì nó có hai cái phase. Yeah. Là phase thứ nhất, nó gọi là phase 1. Thì phase 1 là trước hết là cái tiểu bang của anh á. Tuy nhiên là ông chỉ có cái theo hiến pháp là ông chỉ có cái quyền persuasive, tức là khuyến cáo tiểu bang nào làm cái gì thôi. Cái quyền quyết định mở là do tiểu bang. Đó là theo hiến pháp. Thì ra bởi vậy ông mới do cái guideline thứ nhất á, là trước hết là trong cái khu của mình á, là cái số người bị nhiễm dạng phải giảm, số người chết phải giảm thì mới là mở cửa được. Chứ còn bây giờ anh cứ tăng số người bị nhiễm, cứ tăng lên như vậy để mở cửa thì không có đúng. Xong rồi sau khi mà làm được cái gì á thì mới sang cái thứ hai. Thì cái thứ hai á thì như là anh Hoàng Thế Nhân ấy nói là mình phải có một cái, nó gọi là cái này nó gọi là gating criteria. Thì khi mà qua những cái vùng state mà cái region á mà đi qua cái lần thứ hai ấy, thì lúc đó mới mở cho khoảng 50 người trở lên, tụ tập với 50 người lên, còn lúc đầu vẫn là 10 người. Thành ra rồi sau đó như là ấy thì ông Tổng thống ông nói có thể có thêm cái phase thứ ba, thì phase thứ ba lúc đó mới trở thành bình thường. Tức là đầu tiên là có thứ nhất là như thế nào thì tụ tập 10 người có bỏ, nhưng mà qua cái đó thì sang tụ tập 50 người, rồi sau đó mới trở thành bình thường. Và cái cũng còn nhiều cái thì cứ từ từ mở như vậy. Thì hy vọng là chúng ta sẽ trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Vâng, thưa anh, thì có nhiều cái bình luận về cái chuyện này, tôi sẽ tiếp. Nhưng mà bây giờ có cái tin này dựng gân nè quý vị. Ta, ông Trung Quốc bây giờ lòi ra rồi, lòi ra cái tội là giấu giếm, âm mưu, thuyết âm mưu,
Vũ Hán đã điều chỉnh lại số ca tử vong tăng lên gần gấp đôi. Trời ơi, hồi đó nói vậy bây giờ bị thế giới bao quá, đánh rác quá, bởi vì những con số nó, tôi như tôi thường nói là những con số đấm bóp, những số mà sai cho nó êm ả thì thôi cho nó coi được, nhưng nó không đúng, nó không chính xác. Mà thống kê không chính xác thì làm sao người ta dựa trên thống kê để người ta làm việc được, không? Như Mỹ làm rất chính xác nên người ta biết cái chỗ nào nhiêu đâu nó rõ ràng đó, người ta sẽ có biện pháp giải quyết. Còn anh nói con số nghe màu hồng không, mà cộng sản là vậy đó, luôn luôn cứ bưng bít thông tin đưa ra thế giới của cộng sản là màu hồng, ai cũng ở Thái Bình là quê hương Thái Bình, quê hương ta 5 tấn. Bởi vì thường thường một mẫu ruộng á chừng 2 độ 2 tấn, nhiều ổng 5 tấn nữa. Đấy, trời ơi. Đấy. Bây giờ ông Vũ Hán như thế nào? Thưa quý vị thì xin phòng máy cho cái link số 3 đi. Vũ Hán đã điều chỉnh số ca tử vong tăng lên gần gấp đôi. Từ 2.579 ca công bố bây giờ lên tới 3.869 ca. Ổng còn giấu nữa, nhưng mà quý vị thấy giữa Mỹ và như New York, đời sống nó cứ giống giống như Vũ Hán, nó cũng chật hẹp và nó đông đúc, nhưng mà cái số của New York là những con số biết nói, những con số nó nói được cái tình hình. Còn ông này ông cứ, hồi đó thì ông nói ông có 3.200, bây giờ lên 3.800 rồi, thấy không, thêm nữa 1.200. Mà lý do ông nói tại sao vậy thì số người mắc bệnh thì tăng thêm lên 50.000, hồi đó ông nói 50.000 có khoảng 40-50 ngàn gì đó, bây giờ lên trên như là 50.500. Số nó cứ nhảy lên nhảy xuống như là nhảy đầm. Ngày 17 tháng 4 thì giới chức thành phố Hồ Chí Minh công bố rồi. Bây giờ ông nói là số liệu gia tăng chủ yếu vì nhiều người đã chết trong nhà không được kiểm dịch trong giai đoạn đầu của bệnh dịch. Ồ, chết trong nhà tức là không có đi kiểm soát, rồi không có cách ly, nằm trong nhà chết. Trong giai đoạn đây nguyên văn của ông coi đây, trong giai đoạn đầu của dịch bệnh thì bệnh viện không đủ khả năng để tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân, nên số lượng nhỏ của bệnh viện không kết nối được với cái hệ thống thông tin, cho nên nhiều bệnh viện bị quá tải và họ chết trong gia đình nữa, thành ra con số không có được công bố. Đấy. Thì một ông tên là Si Chang, giảng viên tại Đại học Yale của Hoa Kỳ nói, ông không ngạc nhiên khi mà chính phủ cộng sản luôn luôn điều chỉnh con số thống kê. Ông người Tàu mà ông nói chính phủ ông vậy đó. Vũ Hán là cái trung tâm dịch đầu tiên so với các tâm dịch sau này. Hệ thống chăm sóc sức khỏe địa phương không được chuẩn bị và còn yếu lắm. Nếu một bệnh dịch lớn như vậy, những con số này đó, đưa ra thì quả tình nó có cái gì đó không chính xác. Đấy. Thưa mời anh. Dạ vâng, để trở lại cái vấn đề mà coronavirus, như quý vị biết là bây giờ cái 50 tiểu bang là phải mở cửa, thì mỗi cái tiểu bang làm một khác. Thì như là ông thống đốc của tiểu bang California, ông muốn nói rằng là cho đến khi nào mà chúng ta có những cái thuốc chủng và thuốc ngừa thì lúc đó thì chúng ta mới có thể yên tâm được. Và như quý vị biết là hiện giờ là cái test là trên 1 triệu cái test làm rồi, và có những cái hãng là bắt đầu sản xuất, người ta bảo là đã tìm được cái thuốc để mà ngừa vaccine thì có thể sản xuất. Thành ra từ nay đến lúc mà sản xuất nó cũng phải mất mấy tháng nữa. Thành ra bởi vậy lý do đó tại sao nước Mỹ bây giờ người ta confident là chúng ta có thể trong vòng mấy tháng nữa có thể trở lại bình thường là như vậy. Thì hy vọng là tất cả những cái điều này, như quý vị biết là cái coronavirus là trong 50 tiểu bang của mình là có 10 tiểu bang là bị ảnh hưởng về vấn đề job rất là nhiều. Dạ thưa anh. Vâng. Đến đây thì chúng ta đã đến phần quảng cáo và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau đó.